얘랑 아? 내가 많이 들리냐? 응? 많이 들리냐? 엄마 냥이 엄마 성장 많이 들리냐? 아이 Ừ, để ba lau người cho mát nhá. Mình thăm đấy nhá, chờ ba lên nước nhá. Cho ba lên nước nhá. Ừ. Ăn đấy. Ừ. Ờ. Cho đây ba lên nước nhá. Sao đây? Sao? Ừ, ba bế này đây ba bế. Đi lại nè. Này đây. Này đâu vậy? Này này. Đó.
từ từ thôi. Mình đợi nè. Rồi, mình làm vậy nhé. Một quần áo này đi. Rồi. Ai tới đấy nhở? Có ai tới ấy? Mang nhánh em ba xuống cho em ai tới nè. Ai tới nè. Đi nằm mình tránh á, nha, nằm mình nha, mình ba xuống trên bay vào thật thử nha, ngoan nha, thấy nhở, thằng này, thằng này, ba xem một bài xuống đây, thằng này thì ba xuống xem được ai tới nhá. Anh vừa đi đâu có anh đi đi.
Ê, đi xe máy tới thăm Bi này. Đi xe máy tới đấy nhá. À, bất ngờ nào. Đấy nhá, chào nhá. Đây đây. Hả? À, thấy chưa? Nào, ai tới đây? Ai đây? Thấy không? Trời ơi. Ơi, nhiều mẹ, nhiều mẹ á. Ơ, thơm luôn nha. Kìa, ui ơi, ui ơi. Thơm thế nha. Chị một quà bên Bi này. Một quà Bi này. Ui ơi, Bi ơi. Anh em bác kể đi. Một quà nhá. Được chưa? Anh em đi thích nhá. Được chưa? Được cây luôn nhá. Ngồi đây kêu với mẹ nhá, để ba chơi cây nhá. Ngồi đây kêu với mẹ đây. Con mẹ ăn như là điên thối đấy. Nào, ăn uống. Đã bị uống. Ừ. Ừ, uống uống xong rồi trái cây ăn. Nào, 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 đây này. Để ba lấy một này. Đấy, không chịu uống đấy. Uống mới khỏe đấy chứ. Có em là mình đi mới uống kìa. Uống mới khỏe nhá. Uống cho mau khỏe. Đi uống đi. Uống cho mau khỏe nhá. Em trước đi khám bác sĩ tim có đau không? Thế này mà anh cho uống mấy lần mà không chịu uống đấy. Lan anh cho là uống luôn đấy. Mấy ngày nay thì ngủ suốt rồi. Nằm suốt, nằm đi bì nhá. Đây, thế thì để cái này là anh cho uống thuốc nhá. À, thuốc này không chịu uống. Này, thuốc không chịu uống. Không có chịu uống đâu. Rồi, để nó ngâm này nhá. Thì ra mẹ Lan Anh cho Bi uống thuốc nhá. Mấy hôm nay không chịu uống. Vâng. Ừ. Uống thuốc nhá, uống thuốc nhá. Thì ba bê bây giờ thì cây xuống nhá. Bây giờ thì cây này xuống nhá. Thế ba bê xuống. Thì ba xuống đây, ba rửa cho ăn nhá. À, Bi đau bụng nè. Bi đau ở đấy á. Đây, đau bụng ở đây à, chị xoa bụng nhé. Thank you.
cố gắng uống thuốc cho mau khỏi nhé chưa. Chị lo, chị xem thấy bị uống một cái chị phải chạy đến đây luôn. Ba cho uống thuốc phải uống nhé chưa. Uống rồi ăn nhiều vào cho nó mau khỏi, cho mau khỏe. Bị xước móng chân móng tay không? Ngứa chân này, gãi nhỉ. Đúng không? Bác sĩ tiêm ở đấy á. Ủa, đau không? Có đau không Bi? Rất là đau à? Đi. Thế cố gắng lại ăn uống, uống thuốc đầy đủ nha, thì không bị ốm nữa. Mọi người lo, ba lo, chị cũng lo. Đi khám này, bác sĩ tiêm này đau chưa? Bi đau ở đây á, thương thế. Tôi phải ăn uống cho khỏe nha, cho mau khỏe. Được chưa? Phải uống thuốc cho nào. Uống thuốc xíu xíu chị đút cho Bi uống nhé. Khi nào chị lại chạy lại đến chơi với Bi nhé. Đấy, có trái cây rồi đấy. Ba còn trái cây rồi rồi. Sao hôm qua rồi không ăn, hôm nay thì mặt mũi hơi nở đấy nhá. Để ăn cho mau khỏe nhé. Đấy, là anh cho chị đi ăn, mấy hôm nay anh cho ăn đi không chịu ăn à? Ngon mà, ngon nhỉ? Đấy, mẹ cho ăn như thế, ba cho ăn thì không bao giờ ăn là sao? Đi ăn đi. Ăn đi. Cho mau khỏi. Nhớ uống thuốc ngoan chứ. Nào đi ăn. Giỏi thế nhỉ. Bệnh ý. Em phải đút ngon rồi Bi ăn rồi. Mẹ được khác hẳn nhỉ. Vẫn thích nhau. Ngon không? Trước chị vẫn cứ đút trái cây cho Bi ăn đấy. Nào mình nữa này. Anh sẽ uống thuốc. Đợi tí nhỉ? Nên tí ra. Ngon nhỉ? Ngon đấy. Có mẹ sang ngon hẳn đấy. Dạ. Ăn đi ba đứa chưa? Ba đứa mới phải ăn đi. Em ăn táo đi. Dạ. Vừa này giỏi đấy. Người bị xíu xíu mà chuyển sang nước. Bi ăn cố lên cho hết mệt đi. Mệt. Mình nữa. Thôi, nhai hết đi. Từ từ, nhai từ từ. Mấy nay Bi còn nhớ chị không? Chị về Bi còn nhớ không chị suốt không? Mấy lần anh định chờ sang nhà em nhưng mà thấy nó ổn nên anh ấy lại không phải chờ sang nữa. Ở nhà chơi với ba chị ấy. Đi tìm suốt chị Suka, chị chip đấy. Lúc nào cũng bảo xem video của Bi. Ăn tiếp đi. Bi giỏi thế đấy à? Này Bi giỏi thế.
em đang hết đau bụng này. Nãy vạch bụng này, kêu đau bụng. Đau bụng. Cái đau bụng. Còn bao nhiêu khán giả gọi cho Bibi mà không lấy được đây này. Em lấy nhiều khán giả rất lo lắng đây này. Đấy, Bibi ốm ba nhưng mà lo đấy. Đi Tina này. Uống thuốc cho má khỏe nữa chứ. Ôi, rất nhiều người gọi Bibi đấy Bibi ạ. Mà bố nhớ gọi lại được cho họ. Thôi, ăn thế thôi bác. Ăn nhiều quá lại sợ thì ấy. Không tốt ạ. Mấy hôm nay này không ăn rồi. Thuốc à, thuốc cơ. Ăn thử nghỉ chứ nhé. Để con thử xem cho ông thuốc được nhá. Anh mấy ngày hôm nay cho ông thuốc mà Bibi không chịu uống. Tươi tỉnh hơn đấy. Nhưng mà thuốc đều Bibi không uống ấy. Mấy lần này không uống, không chịu uống. Này em cho nó Bibi không được xem được chứ vậy. Em cho uống nhưng Bibi không chịu uống. Thì uống nữa nhỉ. Ừ. Rồi nha. Rồi đấy. Ừ, mẹ cho đến khó khăn lên. Em thì cho Bibi uống thuốc được à? Mấy ngày nay không cho uống được, Bibi khó. Toàn là xi lanh cho uống. Đi uống thuốc đi. Cặp ống này. Đã đi uống thuốc nhé, để cho mau khỏi. Còn bác sĩ lại tiêm đau lắm đấy. Bao nhiêu người lo cho Bibi ấy, uống thuốc đi cho mau khỏi. Ừ. Uống đi. Để lấy thìa múc đi. Ừ, anh cũng lấy thìa nhé. À, Bibi uống thuốc đi chứ. Thuốc mẹ đi. Cho uống không? Mẹ về đấy. Mẹ về là không ai ở Bibi đâu. Nào. Nè. Mẹ sang chơi thôi nhé. Uống thuốc đi nhá. Để cho mau khỏi nhé. Uống thuốc đi, uống thuốc rồi mau khỏi nè. Nè. Ừ. Uống thuốc đi con, uống thuốc đi. Uống đi. Này, cái gì? Đấy, mấy ngày nay không chịu uống đấy. Uống đi. Uống đi, đi. Uống đi, uống đi. Uống đi, uống đi, ngoan ngoan, uống đi. Cố gắng uống đi, uống cho mau khỏi. Ừ. Mấy hôm nữa chị lại qua. Trời, thế nhỉ. Đây là một trong những thẻ bị bổ. Đây là uống nha. Đây. Ừ. Uống đi. Ngon thế nhỉ. Uống hết thuốc đi. Vời nha. Dài quá. Rồi, đúng không? Vành ngắn lên cho xinh này. Đấy. Uống thuốc mà nhé. Cho mau khỏi. Đúng nữa. Đi nào. Đây, ba chồng thôi. Đúng nữa. Đấy không, ăn không? Có mẹ đây này nè, uống đi. Uống đi. Uống cho mau khỏi nhé. Ăn không, ăn. Uống thuốc mà nhanh lên. Ừ. Nào, đừng cầm tay. Thấy không? Bán nó, một miếng. Nhanh. Chịu khó uống nốt đi, uống nốt còn một xíu nữa thôi. Bi nào. Miếng. Sắp hết rồi. Thấy không? Bi. Này gặp bác sĩ lại tiêm đấy. Sĩ lại tiêm đau lắm đấy. Sắp hết rồi. Chút xíu nữa thôi. Đừng cầm vào đây. Này, còn một miếng cuối cùng. Nào. Đây, nốt cái này hết rồi.
Rồi. Mình có rồi. Mi đâu? Mi. Nào, Mi ơi. Nào. Miếng này. Rồi. Rồi. Trời hết rồi. Mình xong thuốc rồi. Nó khỏi đi. Lúc nào phải uống men này đi, mau khỏi đi. Uống hết đâu. Rồi, để mời. Mời anh ăn ấy đi, ăn trái cây đi. Rồi mua đồ ngon hết mà. Mua đồ ngoài kia. Không cần đến. Mà đi ra ngoài đấy nè. Đi ra ngoài đấy. Ừ. Đi ra ngoài đấy. Nào. Nào. Mà mới nè. Ừ. Ừ. Nè. Dạy mình. Đau bụng mày. Rồi đau bụng lại đau bụng. Ừ. Ừ. À. Ừ. Ừ. Rồi em sang đây đi mà không ngủ không? Không giờ này ngủ không? Ngủ đi vì sẽ ăn được mấy lợi nhá. Còn đi nha. Em khỏi sớm. Anh cũng ngủ đi. Khỏi đi nhé, đi công viên, chị cho đi công viên. Chị đến đưa đi, đi công viên nhé. Uống thuốc ngoan nhé. Ăn yếu rồi cũng. Ừ, ăn yếu. Hồi hôm qua ăn 2 lần thì đấy.